Như vậy là sau khoảng thời gian dành cho các cầu thủ thực hiện nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia, thì ngay ngày đầu tháng 4 sắp tới đây, người hâm mộ trên toàn thế giới lại tiếp tục có thể tận hưởng bầu không khí của các giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhưng có lẽ Premier League lúc này mới là đấu trường nhận được sự quan tâm nhiều nhất bởi tính khắc nghiệt, khó lường mà các đội bóng tạo ra. Và chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi ngày khai màn Premier League trở lại, cũng đồng thời là ngày mà màn đại chiến nước Anh diễn ra. Nơi đó Manchester City có phong độ cực kỳ thăng hoa, sẽ phải tiếp đón lứa đòn đỏ của Jurgen Klopp, một đối thủ chưa bao giờ dễ chơi với thầy trò Pep Guardiola. Có thể nói rằng trận đại chiến vào ngày 1 tháng 4 tới đây là trận đấu gợi nhắc cho người hâm mộ rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt là về cuộc đua song mã mà chỉ có The Citizen và The Cop đủ khả năng chơi với nhau suốt những năm qua. Ngoài ra, đây còn là trận chiến góp phần định đoạt ngôi vương mùa giải năm nay. Còn với Liverpool thì đây đồng thời trở thành tấm vé để cứu vớt mùa giải đáng quên của đội bóng này. Có thể nói cục diện của mùa giải năm nay đã thay đổi rất nhiều. Man City và Liverpool giờ đây không còn là hai ông kẻ mạnh nhất xứ sở sương mù nữa. Thêm vào đó, sân khấu chính được nhường lại cho những họng pháo đến từ thành London, Arsenal. Tuy nhiên công bằng mà nói thì đẳng cấp của thầy trò Pep Guardiola và Jurgen Klopp tạo ra vẫn là một điều gì đó rất đặc biệt. Nhất là trong những trận cầu lớn, thứ đẳng cấp ấy chính là yếu tố tiên quyết định đoạt kết quả trận đấu. Trước khi nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia, phong độ của Man City và Liverpool chính xác là hai mảng đối lập. Với The Citizen, họ đơn giản là rất khó bị ngăn cản nếu không muốn dùng từ không thể. Tuy nhiên, chính những bước sẩy chân khó hiểu cùng với phong độ hủy diệt của Arsenal vẫn ngăn cản thầy trò Pep tiến đến ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng. Nhưng cuộc đua vẫn chưa khép lại, và việc thắng thầy trò Jurgen Klopp chính là yếu tố cần có nếu Man City muốn thực hiện một pha nước rút đi vào lịch sử. Về phong độ thì rõ ràng Man City đang là đội được đánh giá cao hơn hẳn. Các học trò của Pep đang xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với số điểm 61, tức là kém hơn Arsenal 8 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Tuy nhiên nếu nhìn vào hiệu số thì rõ ràng Man City mới là đội cho thấy được sự hủy diệt của mình hơn. Hiệu số của thầy trò Guardiola lúc này là 4-2, trong đó họ ghi tới 67 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 25 bàn. Những con số biết nói ấy chính là minh chứng một điều. Có thể Arsenal là người ngồi ở trên ngai vàng lúc này, nhưng người thể hiện được bộ mặt đáng sợ nhất thì chính là những người đến từ thành Manchester. Như đã đề cập, hàng công chính là nơi thăng hoa nhất của Man City, nơi họ sở hữu con quái vật Erling Haaland đã ghi tới 28 bàn, dù nửa xanh thành Manchester chỉ mới đá có 27 trận. Thậm chí chân sút người Na Uy còn bỏ xa người xếp thứ hai là tiền đạo chủ lực Harry Kane của Tottenham tới 7 bàn. Phong độ không thể ngăn cản của Haaland chính xác là niềm cảm hứng để thầy trò Guardiola chơi thăng hoa như thời gian qua. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của Guardiola đang trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp bất bại khi giành tới 8 chiến thắng và chỉ hòa 2 trận. Ở 6 trận gần nhất, Erling Haaland và các đồng đội đều ca khúc hải hoàn. Điều đó cho thấy rằng phong độ gần đây của thầy trò Pep nhỉnh hơn Liverpool rất nhiều. Ngoài ra phải kể đến việc ngay tại đấu trường Champions League, sự đáng sợ của Man City cũng được duy trì. Họ khép lại vòng bảng 1-8 với trận đấu hủy diệt RB Leipzig với tỷ số 7-0. Chừng đó là đủ để tiếp thêm cho đoàn quân của Pep một sự tự tin rất lớn khi quay trở lại chinh chiến ở đấu trường quốc nội. Bên kia chiến tuyến, Liverpool của Klopp vừa chỉ bắt đầu cho thấy sự an tâm nhất định sau chuỗi phong độ thảm họa từ đầu mùa. Giờ đây thầy trò Klopp chỉ đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 42 điểm. Mọi thông số từ bàn thắng, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội đến khả năng phòng ngự, tất cả đã cho thấy Liverpool đang lép vế hơn đại kình địch của mình rất nhiều. Đó chính là lý do vì sao mà họ bị thay thế bởi Arsenal trong cuộc đua song mã mùa giải năm nay. Không chỉ có phong độ của tập thể mà từng cá nhân trên sân của Liverpool nếu không bị chấn thương thì lại cho thấy sự thiếu ổn định. Chúng ta chẳng thể nào tìm ra được bất kỳ cầu thủ nào có thể để lại sự an tâm cho người hâm mộ trong thời gian dài qua. Ngay cả những trụ cột như Mohamed Salah hay Virgil van Dijk cũng đang không còn là chính mình ở mùa giải năm nay. Nguyên nhân của việc này đến từ nhiều chuyên gia đánh giá là do chính Jurgen Klopp, bởi sự cố chấp của ông trong khâu chuyển nhượng đã khiến tình hình đội bóng vốn đã cho thấy những dấu hiệu thiếu ổn định nay còn đi vào khủng hoảng. Ngoài ra nếu ở mọi năm Liverpool có thể chơi tốt ở đấu trường châu Âu nhưng chơi tệ ở đấu trường quốc nội thì điều đó cũng có thể chấp nhận được. Còn ở năm nay họ không chỉ chơi tệ ở đấu trường quốc nội mà tại C1 họ cũng đã để lại một sự thất vọng rất lớn. Tính tới thời điểm này, Liverpool chẳng còn bất kỳ danh hiệu nào có thể cạnh tranh. Dù phong độ gần đây của đội bóng này đang có cải thiện, nhưng ở trận đấu gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp lại dễ dàng để Real Madrid đánh bại trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Kết quả này cũng khiến cho lứa đòn đỏ bị loại một cách cay đắng. Tại Ngoại hạng Anh, trận thua sốc 0-1 trước Bournemouth cũng giáng mạnh và tham vọng chen chân vào top 4 của Liverpool khi khoảng cách lúc này với Tottenham đã là 7 điểm. Đó là bức tranh toàn cảnh về phong độ và màn trình diễn của hai đội.
chơi thềm trận đại chiến quan trọng. Và còn về lối chơi, cả hai đều đang có những sự khác biệt nhất định. Có thể nói rằng đội chủ nhà trong trận đấu sắp tới mới là đội được đánh giá cao hơn về cách tiếp cận trận đấu cũng như giải quyết các trận đấu lớn. Nhiều người cho rằng bản sắc của Manchester City lúc này đã không còn vẹn nguyên như xưa bởi sự xuất hiện của Erling Haaland. Một câu hỏi được đặt ra rất nhiều là liệu Haaland đang giúp Man City mạnh lên hay chính Man City mới là đội giúp Haaland tỏa sáng. Nhưng dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì người ta cũng phải công nhận một điều rằng khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Man City lúc này đang rất ấn tượng. Và điều này lại càng giúp ích cho đội bóng của Pep rất nhiều trong những trận cầu lớn như với Liverpool sắp tới. Trái với cách đá đơn giản hóa và trực diện của Man City, Liverpool giờ đây vẫn trung thành với thứ bóng đá pressing tổng lực. Nhưng rất nhiều mùa lần ở mùa giải năm nay, thầy trò Klopp đã cho thấy một khi phong độ của họ không tốt thì thứ bóng đá có vẻ đẹp mắt ấy bỗng chốc hóa thành một con dao hai lưỡi. Nói vậy là bởi không ít lần người ta thấy được Liverpool chơi pressing quen thuộc với đối thủ của họ, nhưng chính phong độ không tốt của các tiền đạo và những đường truyền chiếu chất lượng của những cầu thủ sáng tạo khu trung tuyến lại khiến lưới đơn đỏ phải hứng chịu những đòn hồi mã thường như sấm vỗ. Vì thế rõ ràng với phong độ hiện tại, rất khó để Liverpool có thể sử dụng lối đá sở trường của mình để giành một chiến thắng thuyết phục trước thầy trò Pep Guardiola. Về lực lượng, lúc này Liverpool cũng khiến cho người hâm mộ cảm thấy lo lắng khi dàn bệnh binh của The Kop lúc này đã lên con số 7. Trong đó có những cầu thủ cực kỳ quan trọng như Darwin Núñez hay là Luis Diaz. Man City dù không có nhiều bệnh binh như đối thủ của mình, nhưng những cái tên vắng mặt của họ trong trận đấu này đều là những cầu thủ rất quan trọng. Trong đó đặc biệt phải kể đến Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã dính một chấn thương trong thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia và nhiều khả năng anh sẽ không kịp bình phục để trở lại trước thềm trận đại chiến. Ngoài ra Phil Foden cũng là trường hợp đáng tiếc nữa khi anh vừa phải thực hiện ca mổ ruột thừa trước thềm trận đấu giữa Anh và Ukraine. Với tình hình đó, đội hình xuất phát của cả hai đội cũng rất dễ đoán. Với Man City, nhiều khả năng Pep sẽ tung ra những cái tên xuất sắc nhất, trong đó người gác đền không ai khác là Ederson. Bộ tứ vệ gồm Nathan Ake ở thành lạc cánh trái, phía đối diện nhiều khả năng là sự góp mặt của Rico Lewis. Bộ đôi ở vị trí trung vệ sẽ là Ruben Dias và Manuel Akanji. Bên trên, chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ ba người là Drobri. Hỗ trợ cho anh là hai cái tên quen thuộc Kevin De Bruyne và Gundogan. Bộ ba tấn công của Pep gồm Bernardo Silva ở hành lang cánh phải, Jack Grealish ở phía đối diện. Và nếu kịp hồi phục chấn thương, Haaland chính là người được giao trọng trách đá cao nhất trên hàng công. Và ngược lại, sự vắng mặt của tiền đạo người Na Uy hoàn toàn có thể được lấp đầy bằng Julian Alvarez. Bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng không có quá nhiều sự thay đổi khi người gác đền là Alisson Becker. Bộ tứ vệ gồm Robertson bên cánh trái, Van Dijk và Konate đã ở vai trò trung vệ, còn Alexander-Arnold sẽ đảm nhận vai trò hành lang cánh phải. Khu trung tuyến, nơi bị đánh giá thấp nhất trong đội hình lưới đơn đỏ lúc này, nhiều khả năng sẽ là sự hiện diện của bộ ba James Milner, Fabinho và Cavalho. Hàng công được Klopp cực kỳ chú ý với Salah ở hành lang phải, Jota cánh đối diện, với người chơi trung tâm ở hàng công sẽ là Roberto Firmino. Như vậy là sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này với trận cầu tâm điểm vòng 29 giữa Man City và Liverpool. Trước quãng nghỉ, hai đội đang có phong độ tương đối trái ngược. Nhưng dù ở giai đoạn nào đi chăng nữa, thì sức hút mà trò Pep Guardiola và Klopp mang tới luôn là điều không phải bàn cãi quá nhiều. Chúng ta hãy chờ đợi một trận cầu rực lửa, nơi mà Liverpool cùng Man City sẽ biến mọi số liệu thống kê cũng như dự đoán trở thành những con số mang tính chất tham khảo.